Tùy theo anh xem cầu nào đẹp nhé. Em Tony Tiến xin chào quý anh chị nhé. Đây là em sẽ lấy cầu mang đi bán các bạn nhé. Xin quý anh chị xem và nhớ ủng hộ kênh của em Tony Tiến nhé. Đây em sẽ lấy cầu này mang bán. Cầu này tính là mấy đây, trị giá mấy đây? Đó, cầu này thì mặt ít. Cơ bản như phần nhôm à, con thôi. Thì cái này về anh phải bỏ ấy vào, như cầu này chưa có mặt. Cầu đây khoảng mấy tiền? Mặt phải đến, nhưng mà mặt không quan trọng, quan trọng phần nhông con. Phần nhộng con á thì mình bán con nhé. Đấy cái ổ ong này rất đông các bạn nhé, 5 ổ cầu. Em xin lưu ý quý anh chị và các bạn nhé, nên chúng ta rũ thì chúng ta nên để ý nhìn thấy con chúa nhé. Chúng ta rũ mạnh phát con chúa nó rớt xuống thì nó sẽ bị vỡ buồng trứng các bạn nhé. Nên anh em hãy cẩn thận cho em cái khi trước khi rũ cầu ong ạ. Đây cầu ong của em nên em đã chuẩn bị sẵn rồi quý anh chị này. Đó em lấy ra sẽ bán nhé. Đây cận cảnh mà em đã lấy cầu xong là mang đi bán cho họ đấy bạn này. Còn cái giá cả thì em chưa nói đến nhé. Thì cái đây thì em chỉ đi review quay thôi. Anh chắc khoảng bán tầm 2-3 xị gì đó, 2-300 các bạn nhé. Để chúng ta đậy lại này, em sẽ bắt đầu em đi cầm cái cầu này, em sẽ đi review cho quý anh chị nhập đàn vào đây nhé. Quý anh chị ạ. Rồi xong, đã đậy xong rồi các bạn ơi. Để bọn em sẽ đi nhập đàn vào đây ạ. Đó, như quý anh chị đã thấy đi. Rồi chào các bạn nhá. Sau đây em sẽ vào đây em sẽ nhập đàn đấy các bạn này. Cái ổ ong này đã cầu sầu xã ong đã cầm đi bán để nhập đàn vào cái ổ bên kia các bạn nhá. Ổ em mới bắt ạ. Cầu mới đấy. Cầu mới đấy. Cầu mới ở nhà cầm đi đấy. Đây em sẽ vào đây nhập đàn bên cái thùng rồi, thùng ong bên kia rồi. Rồi đi đi. Đi vào đây. Đây là quang cảnh vào nhà đây, anh đây này để nhập đàn các bạn nhé. Nhập đàn bát ở mũ bảo hiểm ấy rồi ạ. Câu này là câu mới tính luôn. Mới đẻ vong đùng. Vậy cục cũ, cục cũ là chả bắn đen đi. Đen nó vàng. Cục cũ là chả bắn đen, nhưng đây mới đi. Quân, có quân. Quân nhộng con. Mật hồi tên đi à. Quân, cái đây con non của nó đấy. Con non chui ra này. Tên này vừa mật vừa phận này. Phận là phấn là cái từ hồng tím đấy. Khi mình quay để cả bánh đi quay vào nào. Đi là cắt cái trên này nhé. Để được quay. Để đây quay, nhưng mà mình cắt cái trên này này, cái dưới là con. Khi cái mật ở trên. Khi nào có mật để quay nhưng mà đấy, bỏ nó. Cả nửa tuổi của nhóm cả. To đấy, còn mấy con này mới nở ra anh nói, mấy con mới nở ra. Để quay cho nó để nó biết. Đây đủ cả lửa tuổi của con nhung này. Nhung già con, có. Này. Ừ. Non đây tốt. Là ổ rung. Ngồi cái con chuẩn bị nắp là ổ rung. Ừ, to gì đấy. Ừ. Con cái bị nắp này là nhung. Nhộng chuẩn bị ra đời ấy. Nhộng chuẩn bị chui ra, còn non chui ra đấy. Đây con đang chui ra đấy, con đang chui ra đấy. Chui ra chỉ biết bay đấy. Đấy câu này đụng câu chuẩn luôn. Câu này câu mới. Câu mới. Tại ở này chỗ khi mình lấy ra đó không có. Không bao giờ có. Nó không có. Mà câu này không có ông đực này. Không có nhộng ông đực này. Thì mình có ông đực kia rồi, nó đẻ ra thôi. Mình quân trong quân có ông đực rồi, nó tự đẻ ra. Thì tự đẻ ra. Con bắt đầu chui ra này. Cái chỗ ở trong cái chui đó là bắt đầu hẳn tăng thêm quân lên thế nào đúng tăng thêm nào đàn ông mình đông đông thêm chui đó nó còn thôi bỏ đi, bỏ vào thử ra nó bỏ thử là rũ luôn nhé, vì anh chưa biết nên phải hướng dẫn phải không để biết. Nọt không? Ừ, vừa nọt may được. Vừa chỉnh hơi xít một tí hả, khó nhưng nên được xuống thôi, không thu được. Bọn bên nó bỏ từ cái này là mới hợt ngắn này kia, hợt ngắn một tí. Đúng rồi, hợt ngắn. Đi hợt ngắn với cái thung ở nhà, thung nó mua của họ bị tết. Ừ. Cắt lên được cũng không tuột được. Rồi, bỏ đi. Còn thước nhiều. Còn thước làm gì? Thước đấy. Không, thước chi? Đây là cầu để theo kích thước chuẩn các bạn nhé. Từ từ cầm để em quay lên. Đây các bạn nhé, đây số quân đang ở cái mũ này các bạn nhé. Quân em vừa bắt trên mái nhà xong nè. Ong nhé các bạn nhé, đây mũ ong á, dạ. Rất mong quý anh chị xem và ủng hộ nhé. Em Tony Tín liều mình quay giữ đám ong các bạn này, cũng có thể là bị chích chuyện bình thường nhé. Rồi bỏ đi, anh rũ ra, anh sẽ rũ ra các bạn nhé. Đây ổ ong đấy đang cái bỏ cầu một cầu các bạn nhé, bỏ cầu xong lấy sáp cho não làm cái cầu kia không được à, phải có khung mới à. Anh đang chúa các bạn nhé, đang chúa trong tay cầm trong tay kìa các bạn kìa.
Em sẽ bỏ cái này, nó hơi rung tí, mong quý chị thông cảm nhé. Anh đang móc chúa vào đây ạ. Đó, đang con chúa đây các bạn này. Cảnh chúa đấy, đây con chúa đấy các bạn nhé. Con ông chúa bọn em vừa bắt xong đấy. Đây, đây để máy đó. Đây, con chúa đây các bạn nhé. Đó, chúa đấy, to hơn, rõ hơn các bạn đấy. Rất mong quý chị xem và ủng hộ nhé. Đây anh... là thuần hóa ong tự nhiên. Thồng thuần, anh nói thuần hóa ong tự nhiên các bạn nhé. Anh găm vào đó là anh sẽ rũ cái số quân tự nhiên mới bắt về đấy. Thì ông mới bắt về, giờ mình muốn thuần hóa đây các bạn nhé. Bao giờ tiếp luôn à, nó vừa bay vào mặt nghe khó chịu quá. Đó, bắt đầu anh rũ này các bạn này. Anh à, còn con chúa nữa không? Hai chúa mà. Nói chung là nhiều lúc review vẫn sợ chích các bạn nhé. Nói gì đó, anh đang bốc tay vào các bạn nhé, bốc quân để bỏ qua bên con tướng nhé. Sau này phải làm mấy cái nẹp nữa, nếu yêu cầu phải làm mấy cái nẹp đấy nữa anh nói ạ. Để ngăn cách cho ổ ong nó làm ổ, nằm ổ. Đấy, anh đang bốc đấy các bạn nhé. Anh đang rũ xuống bốc đấy. Bỏ có thông thì đâu. Ách, lòng. Một vần ngắn nữa. Một vần ngắn. Một vần ép. Dũng cái đấy. Để bịt. Đóng, đóng câu, dũng cái câu luôn. Dũng, dũng thôi, nói đấy. Thôi để chiều nó làm nhé. Bịt lại đi trái đi luôn à. Không phải, dũng, kích thước dũng cái câu đấy nữa. Dũng cái luôn. Anh... mà đóng, đóng cái đấy luôn. Kích thước dũng cái câu xong, cưa một cái tên, cái tên đấy. Không. Cưa một cái, cưa một cái. Rồi, anh đang bốc các bạn nhé. Đây mũ anh đang bốc ong này. Đó, anh bốc bằng vào tay các bạn đấy. Ông rũ xuống chưa? Hả? Không. Đó, bu vào đây. À, bu vào con tướng các bạn nhé. Đây cái mẹo anh nhập đàn các bạn nhé. Đây là nhập đàn đấy ạ. Cách nhập đàn mới bắt về các bạn nhé. Nhập đàn ong mới bắt về ạ. Và em lấy cầu nhộng này em đã... một cầu nhộng này sẽ để vào đây bán cho anh mới bắt về đây ạ. Vì bắt về là ong kia nó không có nhộng các bạn nhé, sợ mình để mà nó sẽ bỏ đi ạ. Mình để vẫn nó vẫn tồn tại mà nhiều nó không có con, nó không lưu luyến thì nó phải đi các bạn nhé. Đó, anh đã nhập ong thì bắt đầu giờ đang bay loạn xạ rồi các bạn nhé. Đấy con chúa đấy các bạn nhé, một con chúa khác, hai chúa mà. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài, bỏ luôn đấy. Bỏ luôn, nó tự ý tách không đó. Thôi, ngửi mùi hai con chú nó không muốn ở lại với nhau ấy. Con chú già, con chú non các bạn nhé. Con chú mẹ, con chú con ấy. Nói rõ thế này cho quý anh chị xem nó rõ. Đó, cái mũ bây giờ là quân đấy, em sẽ bốc ra bên anh đã bốc ra đấy. Đó, bốc vào tay đấy các bạn ấy. Không ai nói tài nói tướng được đâu các bạn nhé. Không chơi mấy ong, không chơi tuổi thần nữa nhé. Quý anh chị nào mà không am hiểu về ong, tốt nhất là em khuyên các quý anh chị đừng làm theo nhé. Em khuyên cáo là cái gì anh em trong nghề, họ nào trong nghề họ mới có bí quyết, có bài bản các bạn nhé. Và đánh rũ xuống này. Giờ được là anh rũ bỏ mũ rồi. Nó sẽ đi qua hết cái chỗ con chúa đấy nhé các bạn nhé. Vì ong nó phải bảo vệ chúa mà. Mình anh em đừng nghĩ mà cầm được chúa đấy. Còn mà chúa nó vẫn chích bình thường các bạn nhé. Chứ không phải cầm một chú nó sợ đâu. Một con không chích đâu, một con chích là nó chích nó cả đàn nó vu vào chích nhỉ. Cái mùi của nó, chúng ta bị mùi chích thì em khuyên quý anh chị phải lấy dầu gió hoặc là lấy nước rửa ngay nhá, để khỏi bị cái mùi ong nó chích ạ. Thì mùi ong chích nó thấy mùi là con khác nó sẽ nhảy vào nó chích tiếp thôi. Nó làm lỗ to quá không? Lỗ ong chui ra vào này. Đấy, chú đang bảo vệ chú đấy các bạn. Đấy, nhập đàn của em đã thành công rồi các bạn nhé. Nó hơi loạn xạ một chút, hơi tí khoảng tầm chắc khoảng một vài phút nữa là nó sẽ yên ổn ạ. Nếu một số quân như quý anh chị thấy thì nó đang bảo vệ chúa rồi. Thế ong nó phải bảo vệ chúa các bạn nhé. Quân nó phải bảo vệ chúa. Nó sẽ bu vào chỗ chúa đấy, xem là con chúa khát nước hay gì có đói không, nó cho ăn các bạn nhé.
một số đi ông thợ đi lấy mật, một số ông thợ đi lấy nước thì nó phải có nhé. Bây giờ mình bỏ vào nó sẽ thuần hóa các bạn nhé, vì với lý do là nó có nhộng trong đó thì con chúa nó sẽ không muốn bỏ đi các bạn nhé, vì có con là nói tiếc, con người cũng vậy thôi quý anh chị nhé. Đấy, như vậy nó yên ổn dần một lúc rồi. Nó thần hóa đi để tự không phải tự nhiên, cái ổ ong này bọn em bắt tự nhiên từ trên mái nhà xuống nhé. Em vừa phát cái video trực tiếp trên kênh của Tony Tiến các bạn nhé. Còn cái này là giờ là chúa rồi, nguyên ong chúa đây các bạn này. Em một số ong nó đang bay loạn xạ nên nó đang kiểu như là em rũ vào đấy nó phải buộc bay nhé. Đây, cái này quý kỹ thuật nhập đàn quý anh chị xem cũng phải nên tìm hiểu về cái cách này nhé. Còn quý anh chị nào mà có cao ý kiến hơn thì hãy comment dưới video cho bọn em biết nhá. Rồi được đó. Đó rồi. Đừng đi quá. Nó cần đàn hai con chúa bạn nhé. Bọn em vẫn phải để hai con chúa lại một chỗ để xem là có thất thoát gì không các bạn nhé. Đàn ông hai chủ đó. Đàn ông hai chú nó cứng tách đây, con này mới tách đây các bạn nhé. Con chú mẹ chú con đấy, không phải nhé. Nếu mà một đứa đẻ ra, quý anh chị nhớ cho em một đứa đẻ ra mà nhiều chú con ấy, thì con chú cắn đằng sau nhé. Rồi con mạ đó, con chú mạ không giờ cắn đằng con rồi. Thì cũng như con người mình nó phải thương con nó, đồng đội nó. Còn cùng anh em này cũng được lại cùng anh em ra trước là thằng sau nó cắn đằng đây. À, trước cắn đằng ra sau các bạn nhé. Tôi yên ổn đàn ông đó là em thì mình em sẽ trùng cái cái bắn cũng hai chú nhưng đàn ông hai chú các bạn mặt đâu lên con mặt đâu lên nữa để tôi yên ổn một tí. Để ngồi quay lên hai chú đang bảo vệ chú các bạn nhé. Em nhiều mình em phải đứng trước cửa ong các bạn này. Đó, như quý anh chị đã thấy thì một cái cầu này. Giờ sao kêu não sửa đây, làm cầu phải lấy cái sáp nhân tạo bỏ vào nữa chứ. Không cầm sáp cho nó mấy cái sáp. Thì cũng phải bỏ vào để nó nằm đẻ dần phát triển đàn ong ra nhé. Một cầu hơi ít. Cầu này vẫn có mật các bạn nhé. Đó, như vậy là một số ong nó kiểu như là nó bảo vệ tướng thì quý anh chị đã thấy là một bảo vệ con chúa rồi. Đó, em đứng ngay cửa ổ ong đấy các bạn này để cho ong nó yên ổn nhé. Nó vẫn đang bay nằng vàng một số nhé. Ong nó bay trước mặt em đang sợ em không dám nói đấy. Ong nó bay trước mặt chúng ta nên có kinh nghiệm là nên đứng yên nhé, không có quậy ạ. Đó, như quý anh chị thấy thì em đang sợ lắm đấy, mà cũng phải buộc phải đứng gồng mình đứng quay rồi quý anh chị một đôi phút ngay cận cảnh của ổ ong này. Ổ ong đã yên ổn rồi các bạn nhé, như vậy là đã yên ổn rồi. Rồi cuối video em Tony Tiến xin phép dừng ở đây nhé. Xin quý anh chị xem thấy hay thì hãy tặng em Tony Tiến một like ạ. Anh chị em chưa bấm nút chuông hãy bấm nút chuông ủng hộ kênh của Tony Tiến nhé. Em xin chào và hẹn gặp video sau ạ. Cận cảnh nhập đàn ong hai ổ chúa các bạn nhé, và lấy cầu mới, mua cầu mới nhập đàn ong ạ. Đây, cầu này là cầu mới các bạn nhé, cầu chuyên có con thôi, có con cả mật các bạn nhé, cả con cả mật ạ. Là chúng ta nhập vào đây thì giờ đàn ong đã êm xuôi êm đẹp với các bạn nhé. Em để một chút nữa bọn em sẽ thả chúa sau, bây giờ cho yên ổn đàn ong nó bỏ chúa, vì hai con chúa này nếu mình bỏ ra nó sẽ tách nhé, các bạn nhé. Hiện tại giờ là nó đang bảo vệ hai nụ chúa các bạn này. Đó, hai nụ chuối nó ong nó đang bảo vệ ạ. Rồi cuối video em nha, xin dừng đây, thấy